con. Phép người con, thánh nhân dạy, trước hiếu đễ, kế cẩn tín, yêu rộng khắp gần người nhân, có thời giờ gắng học văn. Một, hiếu thảo với cha mẹ. Cha mẹ gọi trả lời ngay, cha mẹ bảo phải làm liền, cha mẹ dạy phải lắng nghe, cha mẹ trách phải nhận lỗi. Đông sưởi ấm, hạ quạt mát, sáng thăm hỏi, tối săn sóc, khi đi thưa, khi về trình, nếp sinh hoạt không thay đổi. Việc dù nhỏ chớ tự làm, nếu tự làm trái đạo con, và dù nhỏ chớ cất riêng, nếu cất riêng cha mẹ buồn. Cha mẹ thích dốc lòng làm, cha mẹ ghét tránh phạm phải, thân bị thương cha mẹ no, đức hạnh kém cha mẹ thiện, cha mẹ thương hiếu đâu khó, cha mẹ ghét hiếu mới tròn. Cha mẹ nỗi khuyên thay đổi, mặt tươi vui lời nhỏ nhẹ, khuyên chưa được khuyên lần nữa, phải kiên trì không oán trách. Cha mẹ bệnh no liệu thuốc, luôn theo dõi không nơ nà, tang 3 năm thường thương nhớ, sống tiết giảm không rượu thịt, tang đủ lễ cúng hết lòng, kính người khuất như khi còn. 2. Kính trọng người trên. Anh thương em kính anh em hòa chính là hiếu. Tiền của nhẹ oán không xanh, lời nhường nhịn giận tự mất. Khi ăn uống lúc đi đứng, người lớn trước người nhỏ sau. Người lớn gọi mau gọi giúp, không có người mình đến thay. Gọi người lớn chớ gọi tên, trước người lớn chớ khoe tài. Gặp người lớn nhanh đến chào, người không nói lùi đứng bên. Phải xuống ngựa, phải xuống xe, tiễn người đi trên 100 bước. Người lớn đứng nhỏ chớ ngồi, người lớn ngồi đợi cho phép. Với người lớn nói nhỏ nhẹ, đừng quá nhỏ không thể nghe. Tới phải nhanh, lui phải chậm, hỏi phải thưa, mắt nhìn thẳng. Kính chú bác như cha ruột, kính anh họ như anh ruột. 3. Cẩn trọng. Sáng dậy sớm, tối ngủ trễ, già chóng đến kiệm thời gian. Dậy rửa mặt lại đánh răng, vệ sinh xong tay phải rửa. Mũ phải ngay, nút phải cài, tất với giày phải vừa chân. Xếp áo quần để đúng chỗ, chớ lộn xộn làm bẩn đồ. Áo khí sạch không quý đắt, hợp thân phận, hợp hoàn cảnh. Với ăn uống chớ kén chọn, ăn vừa đủ chớ quá lo. Tuổi còn nhỏ chớ uống rượu, uống say rồi nhiều tật xấu. Đi thong thả đứng thẳng ngay, chào quý sâu lại cung kính. Chớ dẫm ngạch, chớ dựa tường, không dạm chân, không rung đùi. Khi mở cửa tránh làm ồn, xoay chỗ rộng tránh đụng góc, cầm vật rỗng như vật đầy, vào phòng trống như có người. Việc chớ vội vội dễ sai, chớ sợ khó đừng qua loa, lời tranh cãi chớ đến gần, chuyện sằng bậy không nghe hỏi. Đến nhà người phải gọi cửa, vào nhà người phải cho hay, người có hỏi phải nói tên, đừng xưng tôi không rõ ràng. Dùng đồ người phải hỏi trước, không hỏi trước chẳng khắc trộm, mượn người khác trả đúng hẹn, sau lúc cần mượn không khó. 4. Thành tín. Phàm nói ra, tín làm đầu. Phải thật thà, không nói dối. Nói nhiều lời không bằng ít. Nói sự thật không nịnh hót. Lời gian xảo, tiếng thô tục, thói cọc cằn đều phải bỏ. Biết chưa tỏ, chớ nói bừa. Thấy chưa rõ, chớ tuyên truyền. Việc không hợp, chớ đồng ý. Làm hoặc không đều có lỗi. Khi nói chuyện, nói chậm rãi, không hấp tấp, chớ mơ hồ. Đây nói phải, kia nói trái, không can hệ, chớ tham gia. Thấy điều tốt mong bằng người, học tập theo dần hoàn thiện. Thấy lỗi xấu nhìn lại mình, có thì sửa, không thì tránh. Việc đạo đức, việc học hành, không bằng người phải cố gắng. Chuyện quần áo, chuyện ăn uống, không bằng người không nên buồn. Nghe lỗi giận, nghe khen vui, bạn xấu đến, bạn tốt xa. Nghe khen sợ, nghe nỗi mừng, nhiều bạn lành đến gần gũi. Vô ý sai gọi là lỗi, cố ý sai gọi là tội. Biết sửa lỗi không còn lỗi, nếu che giấu càng thêm tội. 5. Yêu thương rộng khắp. Phàm là người đều thương yêu, cùng cha trời, cùng mẹ đất. Người hạnh cao, danh tự cao, được kính trọng chẳng bề ngoài. Người tài lớn, tiếng tự lớn, được lễ phục chẳng do khoe. Mình có tài chớ dùng riêng, người có tài chớ ghen ghét, chớ lịnh giàu chớ khinh nghèo, chớ chán cũ chớ ham mới, người không dỗi chớ làm phiền, người không yên đừng quấy nhiễu. Khen điều nỗi của người đừng soi mói, chuyện của người đừng rêu rao. Khen điều tốt là việc tốt, người biết được thêm phấn đấu. Phô lỗi xấu là chuyện xấu, người căm ghét khó tránh họa. Thiện cùng khuyên, đức cùng lập, lỗi không ngăn đôi bên khuyết. Lúc phân chia phải công bằng, cho lên nhiều nhận lên ít. Đối với người trước tự hỏi, mình không muốn phải bỏ ngay. Ân phải nhớ, oán phải quên, thường báo ân không báo oán. Với người làm phải ngay thẳng, tuy ngay thẳng lòng khoan dung. Cậy thế phục người không phục, dùng lý phục người thuận theo. 6. Gần gũi người nhân. Cùng là người đức khác nhau, người phàm nhiều, người nhân ít. Đúng người nhân, người kính phục. Lời thẳng thắn không xu lịnh, gần người nhân nhiều lợi ích. Đức tốt tăng lỗi lầm giảm, xa người nhân nắm tai hại kẻ xấu đến 100 việc hư. 7. Gắng sức học hành. Không gắng làm chỉ học văn, thêm viển vông sao lên người, chỉ gắng làm không học văn, theo ý mình mù lễ phải. Khi đọc sách có 3 điều, tâm mắt miệng phải tập trung, đang đọc đây chớ nghĩ kia, đây chưa xong kia chớ đọc. Tìm thời gian gắng chăm chỉ, chuyên cần đủ đọc sẽ thông, tâm có nghi mau chép lại, tìm người hỏi mong chính xác. Phòng yên tĩnh, tường vách sạch, bàn ghế gọn, bút mực ngay, mực mài nghiêng, tâm không tránh, chữ nghiêng lệch, tâm không định.
Xếp sách vở để đúng nơi, đọc xong rồi để chỗ cũ, dù việc gấp xếp gọn gàng, có hư rách sửa lại ngay. Sách dung tục, tuyệt chớ xem, che thông minh hại tâm trí, chớ tự ti đừng thoái chí, thánh hiền nhân dần làm được. Ha ha ha, buồn sâm mô.